Tất cả lồn này. Để quân sự xuống. Hello, chào tất cả anh em. Mình đã quay trở lại rồi đây. Ông số 2 nhảy đi đâu đây? Xa thế. Nhảy cùng quân sự mới phê đúng không anh em? Đấy, ông số 3 ông ấy dùng quân sự anh em ạ. Vậy thì chiếm luôn. Chắc là khá là đông đấy. Cùng quân sự thì nó cũng đông rồi. Một giây báo tử. Wow, mấy ông này tàn tên hay thế anh em ạ. Rồi, chuẩn bị dắt đi ông ơi. 1000m rồi, 800m rồi, 900, 800 thôi, xuống đi còn gì nữa, đợi chờ gì nữa đúng không anh em? Không biết có team nào xuống đây cùng với mình không? Hình như ông Thiện 6789 kia quần áo giống mình đi mà. À không, khá khác anh em ạ. Quần áo của mình đẹp hơn nhiều, quần áo của mình là đội tuyển Việt Nam luôn anh em ạ. Mình thấy có cờ Việt Nam. Đấy, khá là đẹp nhưng mà không biết là tên cầu thủ gì, tên cầu thủ là Zolo gì cả. Có một à không phải có một một đâu mà là cái chấm đen nếu gì cơ. Không biết có ai xuống đây không, mình cũng chưa thấy ai anh em ạ. Không có càng tốt. Nhờ nhặt cái này này, một súng anh em ạ, chia nhỏ ra đi. Bóng nào kìa anh em, đây 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 đây, đây. Thôi đây. Bốt à, nêu số 4 thôi. Đây gì ông ơi? Nó khó thấy nha. Giật giật rồi. Đây đây đây. Có xe đây. Còn mày ăn trên xe cơ. Đều nghĩ có thằng trên xe anh em ạ. Cay thật sự. Làm 4 thằng luôn anh em ạ. Enemies ahead. Đây nhà có người luôn. Enemies ahead. Lên lầu luôn. Bom bom bom. Kìa bạn. Đá được bằng nào anh em ạ? Enemies ahead. Anh nó vừa đá em không? Đây. Tử à, cho bạn giấy báo tử luôn. Đây có xe đây này. Enemies ahead. Tất cả lồn này. Đi về nó hack bất tử ông ơi, nó hack bất tử con mẹ rồi. Nó hack bất tử. Đi về bắn bao nhiêu đô không chết luôn. Nó mới chết rồi kìa. Tôi tưởng nó hack bất. Cái lồn mà tôi bắn nó tôi thề với ông. Bắn tôi nó bắn với nó phải 50 viên không chết hết luôn đấy. Tôi tưởng hack bất tử. Ông nào bắn vẫn chết kìa. Chán đi muốn bắn không ạ?
Còn bị anh bất tử đi cướp ấy. Bắn tan đầu, tuyết máu hồng chết. Còn đây là game như thật. Còn một thằng nữa ông ơi. Cay nếu chịu được. Cay thực sự. Tôi cũng bắn úp ra ngoài rồi, nó không chết luôn ông ơi. Thế nào ông bắn úp nào bắn chết ấy. Còn thằng ngoài này nè ông ơi, còn thằng nó ngoài này ông ơi. Bắn biết một cái đây thầy không bắn luôn. Enemies ahead. Mãi không chết thì hơi nhục lại. Tưởng lại xảy mãi không chết. Mẹ giờ làm hack thế nhở. Tù thật. Quá sợ luôn. Thật đấy. Đấy hát. Đây hát đây chắc hack méo. Không, nó tưởng nó hack bất tử thật. Nó ngồi yên một chỗ cho bắn mà. Nó không thể bắn lại mà. Thế nếu nào bắn vẫn chết được nó. Hên. Cái kiểu giống như mình bắn liên tục chắc nó hồi máu không kịp á. Cái kiểu vậy. Có thể thế thật, nhưng mà hên giết được nó nào. Mình lại tốt được rồi, không thì khi nó cầm chảo đập chết cả năm thằng. Hoàng.